Chào mừng anh em bà con trở lại với Facebook Cày Chảo của Cơ khí Nông nghiệp Vũ Hải trong buổi tối ngày 10 tháng 12 năm 2021 hôm nay. Anh em chúng tôi đang có mặt tại cánh đồng của xã Xóm 9, xã Hải Quang, Hải Hậu, Nam Định để lắp đặt và test dàn cày 6 chảo cho con máy John Deere 5045E. Vẫn phải thả xuống tí nữa, vẫn treo lắm. Và bác ấy hạ cái cần ben xuống một tí nữa bác. Thôi thế rồi, tầm đấy là được em. Đẩy con này lên tí nữa được. Rồi. Con này được cái là chỉnh nhàn, vì là nó còn khít lắm. Đấy được rồi. Ôi giờ phi thoải mái rồi. Giờ nông sâu bao nhiêu là mình hơi nhích tay ben lên một tí là đều. Đất nó lên bằng một ruột luôn. Hết lốt chưa chú? Chú sợ. Đây còn 7 phân nữa. Chỉnh kéo rằng sang bên đây phát nữa là được. Mình kéo là kéo mà chả kéo là thôi. Kéo sang bên này là kéo sang bên này là hết luôn. Nếu mà đấy là hết bờ, coi sạch chân bờ đấy. Nãy cháu định kéo sang nhưng mà thôi, cứ lắp để nguyên. Vì cái chảo đầu nó vẫn còn đang ăn vào lốp của phải của chú là mất khoảng tầm 15-17 phân nữa. Còn nhiều lắm. Máy John Deere vừa mới bắt được cánh đồng vàng về, đang lắp đặt và kéo dàn cày 6 chảo với đường cày là 1m55 cho John Deere 5045E tại xóm 9 Hải Quang, Hải Hậu, Nam Định. Những cái đường cày đầu tiên khá là ok rồi. Hơi cho bên này xuống một tí xíu nữa. Bác ơi để cho chỉnh tí nhá. Con vâng không, cái cày này cứ bên kia thấp hơn bên này thì chạy ngon hơn. Cái lỗ thứ hai này để nào? Cái lỗ thứ hai này là giả sử những cái tay kiếm này của bác thả hết cỡ rồi mà cày nó vẫn chưa ăn đất thì bác cho lên trên. Thế còn như tầm này cho thấy sâu lắm rồi. Bà bác được rồi đấy. Cái đằng sau này có chỉnh cái gì không? Không. Đằng sau này đẹp luôn rồi. Cái bánh lái mà. Bánh lái thẳng tưng rồi. Cây này nhà cháu chỉnh nhàn lắm. Đây bác thấy từ lúc đi ra có phải chỉnh mấy đâu. Chỉ gọi mình chỉ chỉnh cho ăn đều lưỡi với nông sâu thôi. Nó chuẩn rồi thì... Vâng, bánh lái này thì chỉ đặt bác cứ ngắm cái bánh lái làm sao nó hướng nó ăn vào cái tay kiếm bên tay phải của bác, à, tay trái của bác là được. Cây dầm vào con này của bác thì lại quá sướng đời luôn. Vâng, dòng này máy nó kéo nhẹ lắm mà đường cày nó rộng. Con này 6 chảo này nó được 1m55 cơ. Bây giờ tính đâu trả ra một xá 25 phân. Các cô nhân 6 nhân 5 30 bằng 1 6 2 12 là 1m rưỡi rồi. Cháu cộng thêm một cái đường mà lúc nãy nó để lại 7 phân đấy chú chú. Kéo sang một tí nữa thế là hết 55 phân luôn. Em chào tất cả mọi người nhá. Em chào bác trái tim cô đơn, chào anh cơ khí Thuần Nương, chào anh Dạm Phạm Duy Phương. Chào anh Nguyễn Sĩ, chào Nghi Thảo nhá. Chào Trần Anh An. Em chào tất cả mọi người, chúc cho mọi người một buổi tối sức khỏe, tốt lành.
Máy Zondea 5045E, kéo dàn cày của cơ khí cày chảo Vũ Hải, xóm 5 Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình. Phải nói là ok. Bác chạy đi. Không. Đây cái chỗ là đây bác. Con này nó có 2 cần. Có 2 cần này. Vâng đây, đây nhá. Tao chỉ cho bác này. Cái cần số này thì bác quen rồi không nói này. Rồi. Cái cần này là nâng hạ men này. Đúng rồi. Cái cần này là bác chỉnh nông sâu bao nhiêu là bác để nó. Nông sâu bao nhiêu bác để cái nấc này. Là mình chỉnh là thứ nhất cái này bác đặt cỡ nông sâu bao nhiêu là bác để 4321. 4 là sâu nhất. À 4 là sâu nhất à. Vâng, 321 là nông dần. Bác để ở 4 này hoặc 3 là bác cứ để tầm này thôi, còn con này cứ nâng lên hạ xuống thoải mái. Đấy, bây giờ cho thằng này lên số 3 đi. Thằng này lên số 3 thì chốc nó bác cứ thả buông thằng này xuống lên tận kịch số 0 số 1 này nó cũng vẫn ở cái tầm cày thế thôi. Nhưng mà con này thì nó có cái hay của nó là nếu như giả sử như là bác chỉnh cái con này là 4321 lên này thì chốc nữa giả sử máy của bác nó như thế này nhá. Nó đang chạy nó dốc đầu lên này, cái cày nó vẫn ăn đất đều mà nó rút đầu xuống này thì cũng vẫn ăn đất đều, nó ở cái này này. Đấy. Nó không bị nhảy cày. Bác chạy vài đường đi bác ơi. Bác chạy đi. Con này nếu mà nó bóc ấy là cái nền của nó khác cái con HD. Con HD của bác nó bóc đang một khác, còn con này nó bóc là nền nó gần như nó dốc bằng ở dưới. Và dòng này thì nó lại ưu điểm của nó là nó hớt nên nó không bao giờ nó đào củ. Còn nếu bác buông tay ben sâu quá thì nó mới hót lên thôi. Là nông sâu là do mình chỉnh. Còn đều chảo hay không đều chảo thì máy của bác này nó chỉ có hai chỗ chỉnh, một là thanh chống giữa, hai là thanh treo bên kia. Còn đây cháu hướng dẫn cho bác này. Giả sử như là đất mềm, đất rắn thì cái con lò xo này này nó có tác dụng để nó giữ cho cái máy của bác đi thẳng. Và cái này lúc nào nó phải có cái nực để nó cả cái dàn này nó chìm xuống thì nó ấn cái thằng này cắm xuống dưới đất này thì máy của bác nó giữ được này. Không, hướng nghĩa là nông sâu không nông sâu không liên quan thằng này. Hai thằng này cháu để được rồi là bác cứ khóa chặt nó lại, không bao giờ động đến nó nữa. Là kể cả ruộng nào cũng được, bác cứ thế này bác chạy. Thế còn cái bánh này thì bác ngắm cho cháu nó vào cái tay kiếm bên trái của bác này. Đây. Hoặc là dịch hơn một tí xíu vào cái chỗ cái đầu đen đen này. Đây vào cái chỗ này. Đấy. Vào cái cục đen đen này của bác này. Đây này cái cục này. Đấy bác ngắm này là nó hình như nó gần nó phi vào đấy. Đây muốn ra đây gì đường này ra đây gì. Thế còn nếu mà bác muốn to ra nó bác dịch thằng này ra đây một tí. Thằng này dịch ra một tẹo. Thằng này giả sử như thằng này dịch ra đây 5 phân thì thằng này bác dịch ra đây khoảng 2 phân rưỡi. Có nghĩa là thằng này ra 5 thì thằng này 2 phân rưỡi giữ lại cái khoảng cách của nó. Mỗi hai thằng này thôi. Vâng, mỗi hai thằng thôi. Rồi. Bởi vì cháu tính cái dàn này là phù hợp với máy của bác rồi nên là cháu chỉ làm thế thôi. Bởi vì là thực ra ấy, các bác đặt ban đầu bảo là làm bắt ốc hết như này. Bắt ốc thì nó cũng có cái hay nhưng nó có cái dở. Cái dở ở đây là sau này nó bị lệch góc chảo. Thế còn cái hay ở đây là các bác dịch đi dịch lại như cháu vừa bảo. Nhưng mà cái này mình chỉ cần thế thôi. Thế đây như cái mép chảo này của bác này. Con này xuống đây nó chỉ còn có 5 đến 7 phân ở đây thôi. Mình thích là mình dịch ra đây đửa 5 phân là hết luôn. Thế còn nếu không thì mình cứ để này mình chạy cũng chả ảnh hưởng gì cả. Với lại ngoài ra thì bác không cần dịch ở đây. Thì hiện tại đây này như cái cày này này, nó còn đang ăn sang phải này mất khoảng tầm 4 phân. Bác đứng đây bác nhìn thấy. Đấy. Nó đang lệch tim 4 phân. Bác kéo nó sang đây 4 phân là của bác không cần phải dịch cái này. Cứ để nguyên cái này chạy. Đúng rồi. Sao mà nó vét được hết cái máy bò ra? Vét hết sạch mà đây cô nhìn đây là nó hết rồi đây này. Con đấy là cái xá đấy là giờ chưa được 20 phân. Thế nên cháu bảo kéo sang đây một tí nữa. Vâng. Vâng, nhấc lên nhả nó kéo sang đây tẹo nữa là xong. Bác cầm ở cháu một cái này hồn chốc rơi mất. Con kia là Isaki 6000.
nó to hơn con này. Lốp nó to hơn con này, nó cũng thuộc cái thể loại béo như này nhưng mà to hơn. Máy của cánh đồng vàng Thọ Xuân Thanh Hóa đây anh em. Con này lắm tiền lắm. Hải Quang, Hải Hậu, Nam Định. John Deere 5050, kéo dàn cày 6 chảo. Cực nuột luôn. Máy to quá. Ui dạ. Anh em nhìn thấy đất nó lên có giống như kiểu máy tuốt lúa. Cái mạng của cái ông này ông ấy kém quá. Sợ anh em xem là bị lát. Xem ở trên mạng chứ thôi, tôi thấy ông quay truyền hình kia tôi xem ấy, tôi bảo anh em tôi bảo tôi thấy cày này được chứ ạ. Không, nói chung là giờ nó thực tế không có gì bằng cái thực tế thôi. Còn mình cũng chưa nhìn của ai nữa ở đây. Máy nó khỏe quá anh Cường Phan ơi. Bốn không một tám của Trần Anh An cứ gọi con này bằng mẹ. Đường cày 1m55. Cánh đồng vàng ơi. Và cày chảo Vũ Hải. À. Ôi kìa. Quá máy tuôn lúa rồi anh em ạ. Nhanh thế chú ơi. Cái này tốc độ 40 km/h rồi anh em ạ. Chú Phì gớm quá.
Ai lấy bờ mà ông chơi vậy cơ. Cái này là bác cứ điều đều như lúc nãy là được. Hoặc là cũng đi số này thôi nhưng mà không cần phải ra. Chạy vừa đây là vừa rồi. Đây anh em đang vào bỏ phi ắc thật với lại đổ xa thế san vất lắm. Đúng rồi, nhưng mà bác đang thử. Vâng. Máy mới. Đây, ông chủ vào bình luận mấy câu cho nó phấn khởi. Em chào tất cả mọi người nhá. Em đang lắp cày cho chú Bảo ở xóm 9 Hải Quang, Hải Hậu, Nam Định đây. Các bác ấy, nay bắt đầu máy rôn đe là xuống đồng test cái dàn cày bên em sản xuất. Nên là sau quá trình lắp đặt và sử dụng test sản phẩm thì bây giờ là đi vào ổn định rồi. Bác phóng tít quá. Con này 45 ngựa An ơi. Con này 45 ngựa nhưng mà nó đập chết con 5018. 5018 chưa xi nhê gì cả. Con này nó sức của nó, sức rướn của nó tương đương với 6040. Sức rướn của con 6040 ngang với con này bởi vì lốp của nó tương đương con 6040 luôn. Thân máy to như thế luôn. Con này là 5045, còn nếu mà cái con mà 50 ngựa thì nó là con 5050D. À 5050E. Con này là 45 ngựa thôi em, không lấy đâu ra là 60 đâu. 60 là con 5310 ấy. Con 5310 của Zonde thì nó tương đương với lại con Kubota M7040 của Kubota. Dòng này nó chạy 6 chảo này, đường cày 1,5 m này mà nó đi có phải ga đâu mà. Đạp ga phát chạy hết ga hết số, nó phóng như âm. Rồi các bác xem bơm nước này. Không, cái ruộng như thế này nhưng mà dây nó dài ấy, xong ruộng thửa rộng ấy thì bác chạy như thế này trong chốc là dần dần đường về cuối bác chạy chậm lại là nó dồn đất là vừa. Nhưng mà ruộng bé. Đất mày đứng như kiểu là cái vòi rồng của các ông vậy à. Trông như bơm nước ấy. Cô đây là cô đây cô ra cô rất là khéo đùa. Cô bảo trông như vòi rồng bơm nước của các bác đây này. Chết dở. Cháu thấy con Zonda này nó cải tiến, nó làm cái hệ thống thủy lực phải nói tuyệt vời thật. Đi lắp mấy con máy mà thấy máy nó dốc lên thế này, nó cũng giữ dàn cày và nó ngỏng lên nó vẫn giữ dàn cày. Đây Nam Định được mấy con nhỉ? 3 con nhỉ? Dòng này mới mà. Mới cái nếu mà nó ra Bắc mới tháng 5 vừa rồi. Mới xem trên mạng rồi là mùa vừa rồi anh em mình lắp mấy con Zonda ở Ba Vì à Sơn Tây Hà Nội. Zonda là ba Sơn Tây Hà Nội nhưng mà con này là cánh đồng vàng đấy chứ. Ừ. Với lại đất Thanh Hóa chả mấy con. Đúng rồi. Mua dòng này tiền hơn Kubota có tí xíu thôi. Hay là rẻ hơn Kubota nhỉ? Bằng con 5018. Bằng con 5018. Thế nhưng mà con này nó đè chết con 5018. 5018 lại làm sao được con này bác? Nhìn nó chắc chắn hơn. Chắc chắn hơn. Cái nó nặng hơn. Nó nặng hơn nhưng mà nếu mà để mà làm đồi với lại cày ở trên đồi cho nó con này tuyệt vời. Bởi vì cái hệ thống kiếm của nó nhìn đã. Nó có thể ca tha được các cái dàn công tác khoảng tầm tấn đổ về. Con này nó làm được khô thì sao nãy giờ lại cứ đứng yên một số vậy. Các từng đây các bác này đang theo dõi. Đất phọt 4 hàng cày đúng rồi. Úi giời ơi chạy thì thôi rồi. Mà mai phải chế cái ống giảm thanh. Không, bô này nổ đêm mình làm là người ta biết là à đấy là bác Bảo bác vẫn đang làm. Lúc nào mà thấy lim là không thấy gì nữa là bảo bác Bảo nghỉ rồi. Cái này nó bịt gió rồi. Nghe tiếng nổ đã không anh em ơi? Zonda 5045 nha.
thể loại mà rơm rạ nó cứ dày bịch bịch như kiểu cái bịch bông nằm ở dưới. Cái đấy thì có chả cái nào nào. Tìm ra cái thằng đi lưỡi. Lưỡi không lên được. Lưỡi ôm chặt luôn. Hai anh em mua hai máy này thì rủ cái thằng kia bảo đi rủ cái thằng kia bảo mày có đặt cày Thái Bình không? Vậy là nó bảo họ bảo cày Thái Bình không làm được đâu anh ạ. Nó đặt cành kia nào. Cày Thái Bình là bao nhiêu con cày? Vậy là mình cũng không nó dám nó bảo ta đặt cày Thái Bình. Chắc là đặt mấy con cày. Nó bảo nó cày Thái Bình không cày đâu anh ạ. Cày hoang mang. Bác bảo đến bây giờ thì thế này thì mà nó như thế nào? Tôi nhá, tôi không nên đến tận nơi nhà ông tôi vâng. Tôi chỉ xem trên ấy thôi, tôi bảo chắc là được. Còn tới sáng nay xuống mấy thằng nó còn nằm ông anh em mày đặt cái Thái Bình về mà làm sao được? Thì chết rồi đúng không? Này mà nói bảo cày Thái Bình này giờ bên Nam Định này các bác cứ đua nó cày Thái Bình mà để cày ruộng mà nếu có diện tích cho con này nó chạy các bác ở bên này Nam Định có đuổi vạn vài cái motor thêm cũng không đuổi kịp. Nói chung là nó cũng nhiều kiểu nhiều bên Thái Bình nhưng mà nó nhiều hãng đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Như bên này thế nó cũng nhiều hãng. Căn bản nó nhiều hãng bác. Thế nên là có người là mua được cái đồ nó chuẩn gì không sao, mua được cái đồ nó không ra gì thì bắt đầu khiếp từ đấy. Một cái tỉnh Thái Bình nó bao nhiêu hãng đóng cày cái đồ một hãng. Đấy bác chỉnh cái cần ben đấy là con này kể cả đầu máy nhấp nhổm mới cứ để yên cái cày nằm im. Nó không bị nó không bạc. Đúng rồi nó không rẩy cày. Đừng bờ. Đừng bờ đấy. Cái bờ ngăn. Chào anh Tiến Đạt nhá. Vâng. Cái bên này sắp đến bờ chưa bác? Chưa đúng. Đây là bờ đấy, còn theo còn vài đường nữa cơ. Vâng, chúng cháu đi Linh Bình ạ. Về Khánh Hội. Ôi trời ơi, sáng mai đi Bắc Giang rồi. Chiều mai, trưa mai quay đầu Bắc Giang về đi Hải Phòng. Chiều mai mấy ca ở Đông Hưng nữa xong bắt đầu lại quay đi là đêm mai. Chắc đêm mai lại bằng tầm giờ lại có mặt trong Thanh Hóa rồi. Năm nay nha đi cả. Ông bắt buộc thì thôi thì cái nghề nghiệp còn đen thì nó hút vào thân thì phải chịu thôi cô chứ biết làm sao được. Chứ chúng cháu đi cũng phải phòng tránh lắm. Ấy, bô của John Deere nổ đã lắm em, từ nãy giờ chỉ kết cái bô thôi. Này ruộng của bác cứ chạy từ đây mà lên tít trên kia không phải phá bờ ngăn à, phá bờ ngăn thì ngon năng suất lắm. Một ngày nếu mà như con này chạy dàn này của cháu chẳng hạn, nếu mà tính theo sức này thì một ngày bác cày nhẹ nhàng nhất, còn nếu mà đất tầm này đất đẹp như này ruộng phẳng này thì chẳng hạn thì một ngày bác phải đánh 15-17 mẫu mà nhàn. Hôm nay có một cái anh ở bên Ninh Bình hôm trước mà cháu mới giao, anh ấy chạy con 7 chảo của cháu. Anh ấy chạy vào con Isaki 6500. Mà anh ấy chạy có 7 ngày, anh ấy chạy được 105 mẫu ruộng của anh. 7 chảo. Mấy bác ấy định mang dầu ra cày luôn cả đêm à? Cày thông đêm thôi. Cái gì sang tí này nghỉ tí thì có. Để xem cái bờ cái bờ. Xem tí vậy. Đâu bờ đó. Bi rơ không ảnh hưởng gì nhá, bi rơ cứ chạy bình thường, còn bi vỡ thì phải thay. Chảo này là bi rơ không bị gì. Bi này nó chạy bi bao nhiêu? Bi 207 và 306. Ở đây có không hay này? Có, bi này ở đâu cũng có. 207 à? Vâng. Nó có rễ thay không? Rễ thay ạ, bác đóng ngửa cái chảo lên đóng phát ra. Vậy tứ bảo tứ già rồi, tứ làm ý được, mỗi lần nó thay thì tứ tháo tung nó ra rồi. Nhưng mà bác chú ý nhá, bác cày xong phát không cày nữa là bác lên bác rửa luôn.
tháo cái ốc ở đít ra, đóng nhẹ phát là nó thụt đằng trước. Bác bơm dầu thải vào trong hoặc dầu xịn vào trong tất cả các bánh. Vâng, tất cả các chảo. Sau đó là bác lại đóng nắp nó lại bình thường. Bác vẫn nắp nguyên ở trên cày này nhé. Bác nắp vào nguyên trên cày này, bác tháo ốc đít ra, bác run nó ra đằng trước. Có nghĩa run về phía chảo. Xong bắt đầu bác đổ dầu xong bác lại lắp vào. Em chào anh Đoàn Ngọc Trường nhá. Đây chưa vào bờ còn một đường nữa. Không, nhìn bác này, bác chạy kinh nghiệm đầy mình rồi. Bác cắt lối chuẩn lắm. Mất bờ rồi. Làm sao đấy bác? Đang xem kiểm tra nó chắn hết bờ không? Đây nó còn thừa đúng một đoạn đấy bác này. Dạ, cái này nó neo chà sát bờ rồi. Vâng. Đấy, cả mình đưa sang này một tí nữa để đưa sang vẫn được mà lốp bên kia vẫn ăn được nhiều. Đưa sang này một tí nữa là hết sạch. Cháu tưởng là đang chạy nó này hỏng cái gì. Đây này bác này. Xong bác không cày nữa và bác tháo luôn con ốc này ra này. Đây còn cày cái chốt này ra bằng cái dây thép ấy, bác cày ra, bác kê cái gỗ đấy, bác hẩy nhẹ phát là nó thụt cả cụm này về trước. Xong bác nâng bên phải nực lên cho cái ngõng này nó lên tầm này là nó bằng này. Bác này bơm cho cháu đầy dầu vào trong này, bơm xong bác nắp lại bình thường, đóng căn đóng hiếc. Bác tháo chảo nào thì giữ nguyên căn ốc của chảo đấy. Xong trước bác chốt lại đúng vị trí cho cháu là bác vần đi cho nó vài vòng để cho dầu với mỡ nó ngấm lên trên bi. Thế rồi bác vứt đâu cũng được, bác rửa này. Hai vòng, một vòng ở đây là vòng to này, vòng 207 nằm đây. Còn vòng 306 nằm đây, cộng với một phớt ở đây với một phớt đây. Nếu mà bác bảo dưỡng như thế thì bác dùng gần như nó không hỏng. Còn nếu mà bác cày xong bắt đầu bác vứt ra ngoài mưa, ngoài nắng như hoặc bác để cho khô, mất khoảng tầm một tháng sau bác quay lại bác đóng thì bác không đóng được cái này ra, nó han rỉ. Vâng, đúng rồi. Rỉ luôn. Xong rồi tháo luôn. Có nghĩa là bác cứ không cày nữa là bác tháo luôn. Cái này nó có chân phải không? Cái này là cháu làm ra nhưng mà không kịp làm chân. Có cái chân thì lúc mình mắc vào nó dễ. Vâng. Cái này lúc nào bác kiếm được cái thanh sắt đấy bác cắm mà. Mắc cái chân này đi thì mình máy vào mình mắc chạm cái nhá. Đúng rồi. Ôi bác chạy nốt đường này đi, rồi là lên bờ. Vâng. Về đây không có bảo cái chạm này nào làm đi. Anh à. Bê tông đâu bên này để cái bờ thế thôi cô nhỉ. Không, cái dòng này nó lại mát thế này cơ cô, thế nên là nhìn nó cảm giác nó càng sâu, cảm giác nó sâu thì dân họ thích. Vâng, mình đi cày thì mình không cần cày sâu nhưng mà dân nghe thế bảo cày sâu là sướng. Ừ, là sướng. Chứ lại bảo cày mà lại lõi nữa là sao không thích đâu. Nhìn từ chỗ này nếu mà như cái thằng chảo kia hoặc lưỡi là nó sấn vuông xuống thì nó lại không sâu. Đây một đằng này nó vát này, nhìn nó sâu. Nhìn nó đẹp. Nói chung là như cái dòng này mà cứ chạy điềm đạm vừa phải thì đất nó không cuộn lên đâu. Không biết bác chạy nhìn trông như bơm nước ấy. Nói chung là cái này thì đấy, từ lúc mà cô lắp cô bảo đấy, chả Thái Bình như thế có được không? Được. Không biết sau này nó như thế nào, còn như bây giờ nữa. Không, làm sao cô với lại các chú bên này rất chú ý cho cháu. Khi cua là cứ nâng cày lên rồi bắt đầu hãng bẻ lái. Đừng để cái chuyện mà bánh lái nó cứ tệt ở dưới này rồi bắt đầu bẻ là chết dở. Nó không là hoàn toàn tránh. Thế còn đâu là mình sử dụng bền hay tốt hay không là do mình bảo dưỡng, do mình sử dụng. Vâng. Con chảo này trông thế thôi chứ cái đuôi của nó cực yếu chứ nó không khỏe chú ạ. Nếu mà bị va đuôi là hỏng chảo cuối là mất lái. Mất lái là sau này bốn bánh của chú chạy không thẳng. Có chỉnh tay rời cũng thế thôi. Lại bắt buộc lại phải phẫu thuật lại. Đúng rồi.
nói cái nãy đi vào mảnh khác để mới cái mảnh đấy được cái mảnh này để mới nuôi xuống này. Chơi nãy là cái đầu nuôi xuống này. Chỉ đi vào này dí hết đất. Long ơi, cái này có phải đơ không mà sao cứ nằm im ở tám mắt? Đơ, tôi chịu, máy của ông thì... Không phải đâu, đây vẫn nhiều nhiều người vào vẫy tay. Mạng vẫn nhìn được. Sáng bố ruộng kìa. Này như kiểu ga yếu. Không phải, máy nó vậy, cái tiếng nổ nó thế. Con này nó... Con này vòng tua nó không khỏe đâu. Vòng tua con này nó chỉ lên đến khoảng tầm nghìn mấy thôi là nó chạy nhanh lắm rồi. Con này nó lùi nhanh. Đấy, chỉ cần chạy điềm đạm như thế này thôi là đẹp đấy. Con này đi trên đường như ô tô. Thôi lên. Lên đấy. Các phải lên. Tích nhóm đen nha. Nhóm đen nha. Đây cái mỏ lết đây bác. Cho gửi bác. Bên kia tôi biết nhạc. Cái mắt kéo. Bác bổ phát mất nửa bờ. Ôi bác bám ấm lên rồi. Khéo rồi. Lùi, ê từ từ, bảo bác dừng lại đã. Từ đã. Thụt xuống đây là toi đấy. Thụt cây ra rồi, bám ấm quá. Sập cống. Ô. Ôi cứ lùi đi, lùi hẳn nó to đi, lùi vào đi. Cứ lùi nó đi. Đấy lùi thẳng vào luôn. Lùi thẳng luôn, đừng vẻ lái thẳng lái. Đấy thế, để lái thế. Ăn hẳn sang bên kia rồi hãy nhau lên được. Đường quá nhỏ, đường cái máy này nặng. Con này được cái nó giữ cân bằng tốt, bánh bên kia không chạm đất nó vẫn không lật đầu. Thì nó to. Vâng, nó to. Háng không? Chồng cái cách là nếu mà kiểu như này khả năng là cháy đuốc rồi đấy. Con này bánh lồng là 1m34 em ơi. 1m34, 1m35 ấy. Còn nếu mà làm bánh lồng cả bánh đi đường của nó 1m37, 1m38 đấy. Ui giời, nhìn quả này hoảng đấy bác. Được cái bánh nó to nhỉ. Chứ nếu mà gặp bánh bé là quả vừa đứt rồi. Đấy. Anh em thấy không? Sắm con máy to, bánh nó lớn nó vẫn sướng hơn đấy. Thụt nghe cái chỗ ghé hàng mét thế mà máy vẫn lên được bình thường. Chứ các máy kia là nằm im rim rồi. Con này lốp của nó bản ngang của nó 35 phân anh em ạ. 35 phân gai này gai ngang chứ không phải gai chéo nên là bám tốt lắm. Em nhìn quả vừa rồi em hoảng đấy. Cháu nhìn cháu kinh đấy. Cháu thấy thụt nguyên cả nửa cái lốp xuống đây rồi mà vẫn lên được. Khiếp thật. Căn bản nó tối bác nhỉ. Tối nó mất tầm nhìn. Như chỗ này là bác cứ phun hắn lên trên rồi bác còn bẻ lái là đẹp. Thôi tắt xem là còn bao nhiêu người. Ok. Hoàn thiện. Rồi em chào tất cả mọi người nhá. Em xin kết thúc video livestream trực tiếp tại đây ngày hôm nay.
kính chúc mọi người một buổi tối thật nhiều sức khỏe, ngủ ngon. Ngày mai chào đón một ngày mới thuận buồm xuôi gió. Em còn một ca nữa anh Dũng ơi, cái bữa Tiến Dũng ạ. Sướng đã rồi, máy to à. Yo, nhìn quá rồi hoảng nhỉ. Đường này không có xe. HD đấy, là con HD đi mượn. Mà, không bác bảo nó lao đầu. Chạy nó lao đầu lắm. Chính cái không cần thì nó lao. Cũng có thể. Con mình thì lại chả được chỉnh tí nào. Mỗi phát đi thẳng căng, mỗi cái là chỉnh cái nông sâu đều đất, khi nó sâu đều rồi cái bác chạy nhìn đã thật. Ẻo kinh, nó thụt sập luôn cái cống. Sập cái cống đi mình thấy thụt chìm nguyên cả cái bánh trước xuống đấy rồi mà vẫn lên được. Đã tiệm tầm thật. Phát vừa rồi mình hoảng hoảng. Đây cửa này. Bên này phải nói đường rộng nhỉ. Đấy, tôi làm xưởng 2000 m2 là tôi làm con đường bằng thế này chạy vào thôi, không cần to hơn. Đổ bê tông nó khoảng tầm 25 phân là ok. Máy của ông chắc chán lắm, quay lên chán lắm. Nhòe nhòe, mạng. Có thể là buổi tối. Thôi anh em nghỉ đi nhá, em không quấy rầy anh em nữa. Chốc nữa khoảng anh em chờ nửa đêm, nếu mà còn cơ hội nữa thì phát nốt. Bởi vì cái này là về cho anh Hùng ở Yên Hội, Khánh Hội Yên Khánh Ninh Bình, là anh ấy đang sử dụng 5-6 con cày nhà em rồi. Ngày hôm nay anh lại làm thêm một con nữa.